Có một sự thật có biện hộ là chúng ta đang sống trong một xã hội mà con người phần lớn tối ngày chỉ nhìn vào bề nổi hình thức, dựa vào những định kiến quy chuẩn cố hữu để phê phán, chỉ trích, chê bai ai đó là vô dụng, là người sau này chẳng làm nên trò trống tích sự gì. Đời chê thì cứ chê, bởi đâu ai cấm được miệng đời. Nhưng đặc biệt bản thân bạn và đấng sinh thành của con cái thì đừng có bao giờ vì tư tưởng hay chấp niệm đó mà làm khổ bản thân và làm khổ con mình. Mỗi con người là phiên bản khác biệt, điểm mạnh yếu không ai giống ai. Và những cơ duyên thử thách của bạn cũng không phải người nào sẽ trải qua như bạn. Đồng ý là ai cũng cần có vạch xuất phát từ điểm lý thuyết căn bản để mở rộng nhằm làm quen với đời. Nhưng lý thuyết trường lớp sách vở cũng chỉ là lý thuyết chung. Bất kỳ ai được khen giỏi hay bị chơi dở cũng chưa chắc rằng là tương lai ai đó sẽ hơn hoặc là thua ai. Vấn đề là năng lực thực hành để biến ước mơ thành hiện thực. Eva dám đảm bảo với bạn rằng, dù bạn là ai, nếu như bạn siêng năng, bạn có đam mê vào một điều gì đó bạn thích thú, bạn nghĩ bạn làm tốt nhất thì đó chính là vốn sống, là vốn tự có thể phát triển thành tiền và thành tựu, mặc cho việc là trong quá khứ có bị đánh giá yếu kém như thế nào đi nữa. Sự yếu kém trong mắt người khác không hẳn là do bạn dở, mà do bạn vẫn tập trung vào điều bạn yêu thích, thay vì học cả đống thứ dàn trải mà tính ứng dụng không cao so với cơ địa của bạn và nhu cầu thực tiễn. Khi bạn không thể giỏi toàn diện, không thể ưu tú đa năng, thì bạn hãy đánh vào điểm mạnh đặc thù. Dù chỉ cần một điểm mạnh cũng có thể sống ổn định suốt đời nhờ vào sức mạnh đó. Với một người đa năng cũng chưa chắc có sự ổn định nghề nghiệp, bởi vì có thể đứng núi này trong núi nọ, và có khi điều họ biết không hẳn là tinh thông chuyên nghiệp. Còn bạn dù chỉ mạnh một thứ, nhưng bạn chuyên sâu với nó bằng tất cả cảm hứng và năng lượng. Bạn có thể là bậc thầy, là chuyên gia của lĩnh vực đó. Biết đâu thế mạnh đặc thù này mang lại cho bạn thành tựu rất lớn vì hợp với xu hướng bây giờ. Và điều kỳ diệu như vậy đã xảy ra với không ít trường hợp thành công nổi bật trên thế giới. Nói chung, con đường thành công chẳng bao giờ có công thức mặc định gì cả. Cái gì nó đến là nó đến, và nó sẽ đến rất nhanh, tốt hơn rất nhiều nếu như bạn tập trung vào tiêu chí cốt lõi dẫn đến thành công. Đó chính là sức mạnh, cộng đam mê, cộng chăm chỉ và bền bỉ. Cũng không hẳn giỏi một đặc trưng là giỏi những tri thức toàn diện khác. Vì khi bạn đã giỏi một thứ, bạn sẽ có động lực và con đường khả thi để nắm bắt điều cần thiết khác dễ dàng và trọng tâm, thay vì lăng mang mất thời gian. Có lẽ đời của bạn thăng trầm hơn người thường, muốn người ta công nhận là cả một quá trình đau đớn. Nhưng sức mạnh khi bạn làm được điều mà bạn yêu thích rất thần kỳ, nó có thể cảm hóa gần như tất cả những trở ngại và khổ đau. Nên sau khi nghe video này, đừng tự ti mất phương hướng nếu như bạn trong trường hợp tương tự nhé. Eva chúc bạn thật sự mạnh mẽ, sáng suốt và thành công. Eva sẽ bên bạn để hỗ trợ cho bạn, nên đừng có sợ đơn độc trong hành trình này nữa nhé. Yêu thương và hẹn gặp lại các bạn.